Rồi chào tất cả các bạn. Thông thường nhà các bạn có những cái hộp nhựa bánh như thế này, sau khi sử dụng xong thì các bạn bỏ rác hoặc là bán ve chai chẳng hạn. Thì ngày hôm nay tôi có một cái mẹo khá là thú vị mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Đó là sử dụng lại cái chai nhựa này một cách rất là nghệ thuật mà giúp cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên thú vị hơn. Ok, mời các bạn theo dõi video của tôi nha. Ok các bạn, thì bây giờ tôi sẽ cắt một cái miệng ở trên cái hộp nhựa nha. Sau khi mà tôi cắt cái miệng chai hôm nay và tôi nuôi hai con cá hôm nay thì tôi cảm thấy thì các bạn với cái thổi nhỏ như thế này thì các bạn có thể thả một em hoặc hai em cá ở đây, tại nếu thả nhiều thì nó sẽ chết các bạn đó, cho nên mình khuyên các bạn thì nên thả hai em là ok, và các bạn có thể mỗi buổi sáng có thể ngắm cá và cho cá ăn, nói chung là giúp cho chúng ta giải trí tinh thần hả các bạn. Ok, tốt nha. Tôi xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha.